Video này để mình giải thích cho các bạn về cái lớp Zoom đường tới trái tim chàng nha. Cho những bạn nào thắc mắc thì cái lớp đường tới trái tim chàng cái format là như là 3 buổi. Ok, thường là 2, 4, 6. Thì thứ hai là một course dạy cho các bạn thường là 3 tiếng. Buổi thứ hai á là buổi là ngày thứ tư á là buổi thứ hai đó là ngày thứ tư á là thường một course nữa dạy cho các bạn. Theo cái giáo án của mình á là 3 tiếng nữa là thành 6 tiếng. Buổi thứ ba là vào ngày thứ sáu á thì mình là người phụ trách, mình tóm lại cho các bạn tất cả và trả lời những câu hỏi mà các bạn còn thắc mắc. Thì đó là buổi thứ ba. Thì đó là cái format nha. Khi bạn vào lớp thì bạn nhớ là phải ghi đúng mã số học viên. Nếu bạn vào lớp bạn thấy là ở phòng chờ mà bị từ chối ra thì chỉ có nghĩa là mã số học viên ghi không đúng mà thôi. Đó là lý do duy nhất. Ok, còn trong lớp bạn học được cái gì? Bạn sẽ học được nhiều lắm. Tuy nhiên mình tóm lại cho các bạn thấy đơn giản là lúc mình bạn bắt đầu theo thứ tự thời gian nha. Bạn sẽ học được về cái người nào nên là người khởi xướng mối quan hệ. Và tại sao nên là người đó. Nữa nè, bạn xác nhận được cái cảm giác rung động của người đàn ông có hay không, cái cảm giác mà có thể dẫn thành cảm giác yêu sau này á, và bạn biết cách sàng lọc, bạn sẽ có cái công thức để biết đâu là thật xanh đâu là lý thông. Rồi nè, bạn biết cách bạn coi người đàn ông này sẵn sàng đến với hôn nhân chưa, anh ta có thể có tình cảm nhưng không sẵn sàng đến với hôn nhân. Cái có những người đàn ông cờ bạc rồi rượu chè chưa trưởng thành rồi tất cả những thứ đó, bạn có cái ý thức và bạn biết sàng lọc. Rồi nữa nè, bạn hiểu được những chất dẫn truyền thần kinh nó tạo ra cái cảm giác yêu ở đàn ông như thế nào và nó khác ở phụ nữ như thế nào. Để từ đó bạn hiểu được là tại sao có những cái mà tại sao đàn ông ta không giống mình nghĩ. Đó, cái đó rất là quan trọng. Tại bạn hiểu được cái cảm giác yêu tạo ra như thế nào. Nó cái cấu trúc của hai giới nó khác nhau, nó ra cái cảm giác yêu khác nhau. Từ đó dẫn tới việc bạn hiểu được những cái hành xử như thế nào là đúng, hành xử như thế nào là nó thuận lợi để cho cảm giác yêu, hành xử nào là những hành xử làm hư mối quan hệ. Rồi từ đó bạn có thể nhận ra được là phiên bản mình nó bị thiếu cái gì, tại sao mình biết là như vậy nhưng mình lại bị vấp vào điều đó. Thì bạn mới hiểu được là à, cái phiên bản mình nó có những cái điểm này mình cần chỉnh. Rồi sau đó bạn biết được cái cảm giác fall in love thì người đàn ông người ta có những cái biểu hiện như thế nào ở trong cái thời kỳ hẹn hò. Đương nhiên đó là những cái điểm chính thôi, ngoài ra bạn biết được nhiều thêm nhiều cái lắm. Bạn biết được cái tương quan những người đàn ông và người phụ nữ như thế nào, bạn hiểu ra giá trị của sự đeo đuổi, cái cảm giác yêu được tự tạo ra như thế nào trong lúc người đàn ông đeo đuổi, bạn hiểu được sự đầu tư là gì và như thế nào nhìn vào để biết là người đàn ông có đầu tư. Rồi bạn biết thêm những cái lặt vặt như là hẹn hò qua mạng thì sao nè, yêu xa thì như thế nào nè. Rồi những cái tài khoản mà bạn mở ra trên mạng xã hội thì nên là như thế nào. Nói chung nó có nhiều thứ mà bạn có thể bạn biết được ở trong cái lớp hẹn hò lắm. Nó trong 9 tiếng đồng hồ đó có thể nói là bạn biết gần như tất cả. Tuy nhiên 9 tiếng nó cũng chỉ cho các bạn đủ để tới cái ngưỡng là bạn biết nó là gì thôi. Còn nếu như bạn đào sâu vào chi tiết thì mình khuyến khích các bạn nên vào trong cộng đồng. Ở trong cộng đồng nó là một cái thời kỳ liên tục ở trong đó. Các bạn được cập nhật những cái thông tin rất là, thậm chí có những cái mà ở lớp không giảng luôn đó. Cái cộng đồng thực ra nó quan trọng hơn cái lớp học rất nhiều. Tuy nhiên bạn phải có kiến thức thì bạn mới vào cộng đồng được. Thì đó là những điểm cơ bản thôi. Mình để lại cho các bạn một chút xíu những sự ngạc nhiên khi các bạn tham gia lớp. Rồi nếu bạn có quan tâm thì cái cách đăng ký dễ rồi. Bạn chỉ cần liên hệ với người những người giới thiệu bạn vào đây, hay là bạn liên hệ với trang fanpage Tình Cảm Tuấn Gia chuyên gia Tình Cảm Tuấn Lê, hoặc là bạn có thể hoặc là bạn có thể ghi thẳng là bạn muốn quan tâm tới lớp học ở đây, sẽ có người giúp các bạn ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong lớp nha. Xin chào các bạn, mình là Coach Tuấn Lê.